Thưa quý vị và các bạn, mới đây Bộ Y tế đã ban hành công văn về việc tăng cường quản lý nhà nước về công tác khám sức khỏe. Đáng chú ý là Bộ Y tế đề nghị Cục Y tế, Bộ Công an, Cục Y tế Giao thông Vận tải, Sở Y tế tỉnh, thành phố được giao nhiệm vụ tăng cường kiểm tra hoạt động khám sức khỏe đối với người lái xe thuộc thẩm quyền quản lý nhằm ngăn chặn và hạn chế việc cấp giấy khám sức khỏe giả, cấp khống giấy khám sức khỏe cho lái xe. Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu các Sở y tế các tỉnh thành phố tăng cường kiểm tra định kỳ đột xuất với các cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe đối với người lái xe, cơ sở phối hợp với Tổng cục Đường bộ, Sở giao thông vận tải, chính quyền địa phương, công an trong các hoạt động liên quan đến công tác khám và cấp giấy sức khỏe người lái xe. Bộ Y tế đề nghị các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, bệnh viện thuộc trường đại học y tế bộ ngành tăng cường quản lý công tác khám sức khỏe và cấp giấy khám sức khỏe, kiểm tra, thanh tra công tác khám sức khỏe và phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong việc xử lý, giải quyết các trường hợp vi phạm về khám sức khỏe như là giấy khám sức khỏe giả, cấp giấy khám sức khỏe khi không có người khám.